Cam bao tiền cân em ơi? Cam tươi ngọt lắm, 25.000 một cân ạ. Trông tươi phết nhỉ? Vâng, cam quê mà anh, ngọt lắm, lại mọng nước nữa, đảm bảo không ngâm thuốc ạ. Được, để tôi 2 cân. Vâng, anh cho tôi một lát ạ. Chú em chăm học phết nhỉ? Đi bán hoa quả mà vẫn còn ngồi học cơ. Tôi đỗ đại học xây dựng rồi, thế nhưng mà nhà hoàn cảnh không có khả năng xin việc, đi đâu cũng bị từ chối ạ. Lâu ngày sợ quên kiến thức nên là ngồi học lại thôi ạ. Thế à, gặp chú em ở đây cũng là cái duyên số rồi. Đây, anh gửi. Tôi gửi anh ạ, tôi xin. Còn đây là danh thiếp của anh. Anh Cảnh, giám đốc dự án công ty ABA. ABA là một công ty lớn, tôi cũng có nghe qua rồi. Đúng vậy, anh rất thích những thanh niên trẻ có khát vọng và hoài bão lớn như em. Em đã từng tốt nghiệp đại học xây dựng rồi đúng không? Anh sẽ tìm việc làm cho em. Lưu số anh vào đi. Có gì nhắn tin cho anh. Khi nào có cơ hội tốt, anh sẽ liên hệ và hẹn gặp lại em sau. Thật thế ạ? Tôi cảm ơn anh, chăm sự nhờ anh ạ. Được, cứ yên tâm đi. Anh hứa danh dự luôn, không phải lo. Vâng, tôi gửi cam ạ. Anh xin nhá. Vâng, chào anh. Chú cứ suy nghĩ kỹ những lời anh nói đi. Chỉ cần 50 triệu thôi, chú sẽ được vào phỏng vấn. Mà đảm bảo, lương chú đi làm ấy, kiểu gì cũng hơn cái số tiền chú bỏ ra. Đây là tiền nộp lệ phí hả anh? Ấy chết, sao lại tiền lệ phí? Tiền này tập đoàn thu ấy, để đảm bảo chắc chắn đầu vào cho những thí sinh có tiềm năng, cơ hội sẽ cao hơn những thí sinh khác. Kiểu như tiền cọc ấy. Nhỡ sau này chú vào làm, 2-3 hôm chú bỏ thì làm nào? Nhưng mà số tiền này lớn quá so với kinh tế của em hiện tại ạ. Chú phải chịu chi mới thu được mẻ lớn chứ nè. Đàn ông làm ăn ấy phải dùng cái đầu óc này, tính toán thế mới thành công được. Mình không thi vào được bằng năng lực cả anh. Giời ạ, thế anh nói từ nãy giờ chú không hiểu à? Tiền đấy không phải tiền đút lót, mà là tiền để đảm bảo đầu vào. Nếu như chú không được nhận vào làm ấy, anh sẽ trả toàn bộ số tiền lại cho chú. Mất đi đâu mà sợ. Chú vẫn chưa tin tưởng anh đúng không? Nếu mà như thế, anh với chú chắc cũng chẳng nói chuyện được nữa đâu. À không, em không có ý đó. Mà bây giờ em đang suy nghĩ là xoay tiền ở đâu anh ạ? Chú cứ về chuẩn bị đi, có gì báo lại cho anh. Anh sẽ nộp hồ sơ và lo hết các bước cho chú sau này. Đấy, hy vọng là anh em mình ấy có thể làm việc với nhau. Vâng, em cảm ơn anh. Thế nhá, anh về đây. Vâng, em chào anh ạ. Đúng là cái thằng ngu. Thôi, đến công ty tìm anh ấy vậy. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi một chút được không ạ? Anh là ai vậy? Cô làm trong tập đoàn ABA phải không ạ? Đúng rồi, anh có chuyện gì sao? Tôi tới tìm giám đốc Cảnh. Anh ấy có hứa là xin cho tôi vào phỏng vấn ở công ty. Nhưng sau khi chuyển tiền thì không liên lạc được nữa. Giám đốc Cảnh á? Tập đoàn của chúng tôi làm gì có ai làm giám đốc tên Cảnh? Thế anh ấy làm giám đốc của bộ phận nào? Anh ấy nói tên Cảnh, giám đốc dự án. Đây là danh thiếp của anh ấy ạ. Anh bị lừa rồi. Danh thiếp này là giả. Giám đốc dự án bên tôi tên là Phú,
chứ không phải tên là Cảnh đâu. Không, không thể nào. Vậy việc tập đoàn yêu cầu nộp 50 triệu làm phí phỏng vấn, rồi chắc chắn đầu vào là thật hay giả? Làm gì có chuyện chúng tôi thu bất kỳ khoản phí nào của ứng viên. Trong luật lao động cũng vậy, không một doanh nghiệp nào được thu bất kỳ khoản tiền nào của ứng viên tuyển dụng hết. Đằng này còn những 50 triệu, anh bị lừa rồi đấy. Anh ta dám lừa tôi. Anh bình tĩnh đã. Nếu anh chắc chắn bị lừa thì mau đi báo công an đi. 50 triệu cũng không phải số tiền nhỏ đâu. Nhưng mà anh ta đã cắt toàn bộ liên lạc với tôi rồi, ngay cả sim giác cũng đã hủy. Giờ làm sao mà tìm được chứ? Bây giờ trộm cắp tinh danh lắm thủ đoạn lừa đảo lắm. Số tiền đó tôi phải chạy vạy đi vay khắp nơi. Tại sao anh ta lại sống thất đức như vậy chứ? Anh đừng nản chí. Tôi tin ông trời không lấy không của ai thứ gì đâu. Việc tốt nhất bây giờ là anh nên đi báo công an đi. Hôm nay cưng thích gì cứ gọi, anh bao hết. Anh có nói thật không đây? Em cũng muốn đi mua sắm nữa cơ. Được, chỉ cần cưng ngoan, thích gì anh cũng chiều. Cảm ơn anh yêu, yêu anh nhất. Tí cho đi mua quần áo này, mua giày dép này. Thì ra anh ở đây, anh Cảnh. Anh dám lừa tôi 50 triệu rồi định bỏ trốn à? Cậu này, tôi có biết gì cậu. Anh ơi, ai đấy? Phục vụ ở đây ạ? Bây giờ anh còn giả vờ là không quen biết à? Tôi còn lưu toàn bộ tin nhắn, tôi đã liên lạc với anh đấy. Anh đừng có chối, mau trả tôi 50 triệu đây. À, Cường bán hoa quả lề đường đúng không? Bán hoa quả ế ẩm quá ấy, chuyển sang làm bồi bàn à? Tôi không cần biết, mau trả tiền cho tôi. Tiền nào? Tao lấy tiền gì của mày? Bằng chứng đâu? Mày định dựa vào mấy cái tin nhắn kia ấy để đòi tiền tao á? Đừng có mơ. Tôi với anh đều lớn rồi, đừng có chơi trò trẻ con như vậy. Anh mau trả lại tôi 50 triệu mà anh đã lừa tôi đi. Anh, cái thằng này là ai mà sao cứ gào mồm lên bảo anh lừa tiền thế? Quản lý đâu? Ra mà xem nhân viên đổ điêu, vu khống khách hàng đây này. Anh dám lật lọng thế hả? Anh lừa tiền tôi, hứa là xin việc của tôi. Tôi chuyển tiền cho anh, rồi anh chặn tôi. Anh còn cay à? À, con chó này, mày dám xúc phạm tao à? Bố mày lừa tiền của mày bao giờ hả? Mày thích kiện đúng không? Mày kiện đi, kiện đi, kiện đi, kiện đi. Trời ạ, anh bị đánh thế này mà không ai ra giúp anh à? Thôi, để em đỡ anh dậy. Anh ngồi bên này. Anh có ổn không? Là cô à? Tôi không sao. Cảm ơn cô. Anh vẫn nhớ tôi à? Tôi ngủ uống nước ở bên trong, thấy anh ta đánh anh, tôi liền chạy ra nhưng mà không kịp. Ra thì anh ta đi mất rồi. Anh ta đúng là côn đồ thật đấy. Cũng do tôi ngu nên tôi mới bị lừa như thế này. Thôi được rồi, anh mau đến hiệu thuốc để sơ cứu vết thương đi, để bị nhiễm trùng thì không tốt đâu. Thật sự cảm ơn cô. Tôi tên là Cường. Tôi tên là Tuyền. Thật ngại quá, chủ tịch bên tôi đang bận điều hành một cuộc họp, phát sinh thêm thời gian. Hai người đợi một lát nhé. Không có gì đâu thư ký Tuyền ạ. Được chủ tịch hẹn gặp mặt, trao đổi thế này là vinh dự của chúng tôi rồi. Hai người uống nước đi ạ. Dạ vâng ạ. Em xin phép đi vệ sinh một chút, thư ký Tuyền thông cảm nhé. Trưởng phòng Cảnh có gì muốn hỏi sao? Không biết, thư ký Tuyền có người yêu chưa?
Tôi nghĩ hôm nay chúng ta tới đây để bàn công việc, còn chuyện riêng tư cá nhân để sau đi ạ. Tôi bất cẩn quá, xin phép thư ký Tuyền nhé. Thư ký Tuyền làm cho chủ tịch bao lâu rồi? Tôi mới làm 1 năm. Chắc lương không được cao đâu nhỉ. Thế này nhá, hay là em về công ty anh làm đi. Ngoài giờ hành chính, em có thể làm thêm, làm cái bộ môn gì mà cho anh mất sức một tí. Lương rất là cao đấy. Anh làm cái trò gì thế? Tại sao anh cứ tiếp cận để đụng chạm vào người tôi như thế? Anh tôn trọng tôi một chút đi. Ai chà, chưa gì đã xù lông lên rồi. Ngủ với anh đi, hàng tháng anh sẽ cho em tiền, vừa được sướng, vừa có tiền tiêu còn gì. Anh ăn nói quá đáng vừa thôi, tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu. Này, tại sao cô lại hất nước vào trưởng phòng của tôi? Một con thư ký quèn mà dám vô lễ với tao à? Mày thích chết à? Bỏ cái tay của anh xuống. Nhìn con quen anh nhỉ? Ai chà, cứ tưởng ai? Hóa ra cái thằng bán cam đây mà. Sau 2 năm không gặp, bây giờ gặp lại, xem ra cũng có duyên phết nhỉ? Giữa ban ngày ban mặt, anh lại dở thói côn đồ, đánh đập phụ nữ à? Nó vô lễ với tao trước. Sao? Anh chàng phục vụ bán cam ấy, lại muốn ra tay hành hiệp trợ nghĩa à? Chủ tịch, anh ta chính là trưởng phòng cảnh, đại diện công ty đối tác hẹn chúng ta ngày hôm nay đấy ạ. Cái gì? Chủ tịch á? Chủ tịch, em đề nghị tạm dừng buổi đàm phán ngày hôm nay vì những lý do không vui vẻ thế này ạ. Tôi cũng đang xem xét. Nếu cô đã đề nghị như vậy, tôi tôn trọng ý kiến. Tôi không tin. Tại sao chỉ trong vòng 2 năm mà một thằng bán cam như anh lại có thể trở thành chủ tịch được? Anh ấy là cháu trai thất lạc của cựu chủ tịch chúng tôi. Trong vòng 2 năm qua, anh ấy luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng để đem về lợi nhuận đột phá cho tập đoàn của chúng tôi. Cứ tập đoàn đang trên bờ vực xuống dốc sống dậy. Khi cựu chủ tịch của chúng tôi nghỉ hưu, toàn bộ cổ đông đã đồng ý chọn anh Cường làm người kế nhiệm tiếp theo. Anh còn thắc mắc gì không? 50 triệu của tôi, anh nuốt có ngon không? Anh Cường, à không, chủ tịch Cường, cho tôi xin lỗi. 50 triệu tôi lấy của anh, tôi nhất định sẽ trả. Xin anh đừng hủy đàm phán, giám đốc sẽ khiển trách và tôi sẽ bị đuổi việc mất. Tôi không muốn hợp tác với một người dám giở trò công khai sàm sỡ với thư ký của mình. Đó là không tôn trọng tôi và bộ mặt của tập đoàn. 50 triệu này tôi tặng lại cho anh. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi một bài học khi tôi mới chập chững bước vào đời. Thư ký Tuyền, chúng ta đi. Dạ vâng.